Rồi mình xin chào tất cả các bạn nhé. Rồi chúc các bạn có một ngày mới an lành, vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Rồi thì hôm nay mình quay mấy cái cây sứ chiết cung của mình đây. Thì hôm nay có ba cái cây này, giống này giống mới các bạn ạ. Đó mà hoa màu trắng, ba bốn lớp gì đó, chưa có tên. Thì mình chiết từ nọ đến giờ thì hôm nay là cũng được 2 tháng rồi các bạn, hơn 2 tháng gì đó. Và cái cây này hôm nay là nó đã rễ nó ra quá quá nhiều rồi. Đó, mình chiết lúc 3 cây đó các bạn. Đây, tàn tược của nó ra nó sung xuê ghê luôn đó. Thì thấy cái cây nó tốt tốt đẹp đẹp, mình lại quay lên cho các bạn xem. Hoa của nó bắt đầu đang nở nè các bạn. Đây, hoa của nó đây. Đó. Mình cũng ghép vào đây một cây, ghép vô cái cây củ hình này. Đó, ghép một bo một thôi các bạn. Mình chơi một bo để cho nó đẩy bo cho nó khỏe. Đó, thấy ghép một tược một bo một mà nó phát triển rất khỏe luôn. Đây, thì cái cây này chắc ngày hôm nay mình phải xuống hạ nhánh chiết cho nó các bạn. Tại vì rễ nó qua ra nhiều rồi, không có chờ được nữa. Đó, hoa của nó đang nở. Thì để mình cứ hạ đi rồi cái nào nó trụ được trụ, trụ không được thì thôi. Coi như là để chơi lượt hoa sau các bạn. Đó, rễ nó ra các bạn thấy là muốn kín luôn này. Đây, cây này thì rễ nó ra có ít rồi. Nó ba cây chiết cùng một lúc mà cây này nó mới ra rễ. Đó, nó ra lư thư ít, còn cái cây này thì nó ra thì tương đối cũng được. Đó, có cây này thì nó ra nhiều nữa các bạn. Thì hôm nay mình sẽ quyết định mình hạ nhánh chiết cho cây này trước. Còn mấy cây kia thì mình để từ từ để nó ra nhiều mình hạ sau. Đó, các bạn thấy tàn tược nó ra nó sung không? Nhìn quá sung luôn. Đó, thì những cây sứ mà ghép một cốt thôi các bạn. Đó, thì nó đẩy bo rất là khỏe luôn. Rồi, mình cũng cập nhật lại ba cây này cho các bạn cùng xem. Vì còn đây ba cái cây này là vừa rồi mình có hạ nhánh chiết cho các bạn xem nè. Thì cây hai cây này thì trồng nó hơi cao cho nên nó ngồi rễ. Còn cây này thì mình trồng nó thấp xuống chút nè, cho nên là lấp chất trồng không có thấy rễ nè. Đó, hai cây này để có gì mình sẽ be lên rồi mình sau cũng hơn 20 ngày rồi các bạn. Thì hôm nay là mình be nó lên rồi mình lấp chất trồng rồi mình tưới cho nó thoải mái được rồi. Đó, các bạn thấy là những cái cây mình hạ nhánh chiết các bạn thấy nó có đâu có bị mất sức đâu. Đó, nó chỉ có được vài lá chân thôi à. Hoa của nó vẫn phát triển là các bạn thấy đã không? Đó, lý do là tại vì bộ rễ của nó nhiều nha các bạn nhé. Thì những cái cây mà mình chiết xuống rễ nó nhiều á, là nó nuôi được cái bộ tán nè các bạn. Còn những cái cây mà ít á, rễ nó ít á, thì mình phải bỏ bớt lá đi để ít lá ngọn thôi. Đó, cho nên là những cái cây như vậy á, mình trồng xuống á, mình cũng phải biết cách trồng để cho nó nước nó đừng thấm vô cái chỗ vết cắt đó các bạn. Đây là cây những cái cây kim anh nè, mình xả ngọn lúc mà nó còn đang nằm ở trên nhánh chiết á, mình xả ngọn mà hôm nay nó đâm cái nào cũng 2-3 tược rồi các bạn. Đó, xả tàn để cho nó nhân nhánh thêm. Rồi còn mấy cái cây này lúc mình trồng xuống là các bạn cũng thấy á, là mình đưa nó lên cao một chút để mình lấp chất trồng ở phía dưới rễ thôi để mình tưới. Tưới làm sao đừng có để cho đừng có lấp chất trồng nó vô sát chỗ mà mình cắt đó các bạn. Đó, tại chỗ đó mình cũng có bôi keo 502 nhưng nó cũng không có bảo đảm an toàn đâu. Đó, mình thử ra mình phải lấp bên dưới đó để mình tưới. Ít ngày khoảng tuần lễ 10 ngày sau rồi mình mới lấp thêm chất trồng, mình mới tưới thoải mái được cho nó nha các bạn nhé. Thì lúc đó là cái vết cắt nó khô rồi thì mình mới tưới được cho nó thoải mái. Còn lúc tại vì cái mình muốn tưới ngay để mình giữ cái bộ tàn nó với lại để cho nó phát triển ngay á, cho nên cái cách mình trồng là như vậy, nó không có bị úng thúi, nó không có bị hư cây nha các bạn nhé. Đó thì mình hạ cái mấy cái nhánh chiết này vừa rồi, ba nhánh chiết này mình có quay cho các bạn xem, thì các bạn xem thấy mình cũng nói chi tiết ở trên đó là mình để cả bộ tàn lá rồi mình làm sao đừng có để cho nó bị thúi nha các bạn nhé, mà nó vẫn tiếp tục phát triển. Đó, các bạn thấy ba cây mình hạ chiết hôm nay được hơn 20 ngày thấy đã không? Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình hạ cái nhánh chiết này cho các bạn xem.
đó thì có cái cây mà nó nhìn nó đã mắt, nó đẹp đó, mình quay lên để cho các bạn xem mà tham khảo luôn. Thì cái này không phải là cây nào nó cũng ra rễ vậy đâu các bạn ơi, thì cả tại cái cây này nó ra rễ nhiều nè, cho nên là mình mới làm clip chia sẻ với các bạn. Còn hai cây kia thì nói chung ra nó cũng chiết cùng một lúc ấy, nhưng mà thì cây này ra rễ nhiều nhất, còn cây thì ra tương đối cũng đỡ, còn cây kia thì rễ ít lắm, cho nên hai cây kia chưa có xuống được. Cây này ra rễ nhiều lắm, cho nên là mình phải xuống trước đó. Cái dòng sứ này là sứ giống mới các bạn ạ, hoa 3-4 lớp á, hoa thơm mà nó ghép vô ba cái bo này mà sao nó phát triển khỏe cực kỳ luôn các bạn. Đó, mình đã xịt lộ cái bộ rễ nó ra rồi, các bạn thấy bộ rễ của nó đã không? Thì bây giờ mình cũng sắp xếp lại nha các bạn nhé. Đó, sắp xếp kéo cho nó thẳng xuống cho nó đừng quấn vào nhau. Rồi mình cũng lừa mình tìm cái chỗ nào mà nó trống á, để mình rút con dao vô. Đó, mình cắt cho nó thành một cái vết thương mình vẽ được. Đó, các bạn thấy một cung của nó là các bạn thấy mèo. Rồi, giờ mình đem ra đây rồi mình hàn nhân chiết cho các bạn xem này. Rồi xong rồi cả nhà ơi, thì đó, quá trình mà mình hàn nhánh chiết là như vậy nha các bạn nhé. Thì mình chỉ có bỏ ít lá chân bên dưới thôi, tại vì bộ tán nó quá dày đi. Cái bộ đế này nó nhiều mà nó khỏe nè các bạn. Thì có thể là nó sẽ nuôi được bộ tán này, nó chẳng hạn như mấy cây kia kìa. Đó, nhà xuống là như là bộ tán vẫn khỏe nha các bạn nhé. Thì cái bước đầu tiên mình hàn nhánh chiết xuống thì mình
trồng dài á, mình nẹp hai cái cây này cho nó cố định, cho nó cứng nha, chứ đừng có để nó lung lay là không có được đâu, à, nó không phát triển được bộ rễ luôn á, nó phải cố định nó thì nó mới phát triển được nha các bạn. Rồi bước đầu tiên á là cái vết cắt của nó, mình tuy mình bôi cam 512 nhưng nó chưa có bảo đảm an toàn đâu các bạn ơi, thì mình lớp chất trồng chỉ có bên dưới thôi nha, còn mình nhắm làm sao mà cái vết cắt á, nó ở cái nắp á, nó đã cắt cái mặt chất trồng rồi, cho nên mình không có sợ nó thấm lên đâu, thì mình chỉ có tưới xung quanh thôi các bạn, đó để cho cái bộ rễ bên dưới bắt đầu là nó thấm, nó uống nước mà nó đưa lên nó nuôi luôn nha các bạn nhé, là nó không có bị ảnh hưởng đến cái vết cắt đó. Nếu mà các bạn lấp kín chỗ này luôn mà các bạn tưới là có thể là nó sẽ ngấm vô là sẽ thối cây nha các bạn nhé. Đó, cho nên là những cái cây mà mình hàn nhánh chiết xong mình vẫn để hở nè, rồi khoảng chừng một tuần 10 ngày sau gì á thì bắt đầu là mình mới cho chất trồng thêm mình lấp nha. Bạn lưu ý chuyện đó, nếu mà lấp ngay á, tưới ngay thì không có bảo đảm cho cây luôn nha các bạn nhé. Đó, bây giờ mình tưới nè, tưới xung quanh thôi. Đó, nó sẽ thấm, nó ướt cái rễ ở bên dưới, còn bên trên này thì nó chất trồng nó lấp trên này nè, nó không có làm khô rễ. Thì cứ mỗi ngày mình tưới cho nó ít vậy, nó khô thì mình lại tưới nha các bạn nhé. Cũng có thể là bây giờ các bạn thấy nó khô không cần tưới bên trên, các bạn lấy nguyên cái thùng nước ấy, cho nước ngập lên xong các bạn là tưới ngược, ý là tưới ngược có nghĩa là như vậy nè, chẳng hạn như cái thau nước đấy gì mình cho nó vô đó, mình thấm cái thùng cao đây, thấm nó lên tới đây luôn, tới đây luôn, đừng có cho nó lên tới đây là nước đây nó nhiều rồi, các bạn bỏ ra thì nó sẽ tưới ngược lên nha các bạn nhé, ý là nó thấm cái đoạn nó sẽ thấm ngược lên, nó không có bị ướt nhiều, không có bị ảnh hưởng đến trên này luôn. Đó, mình thường thường mình hay tưới ngược là tưới như vậy nha các bạn nhé. Rồi đó, thế là xong rồi, cái còn hai cây kia thì để khi nào mà rễ nó ra nhiều chút mình mới sang mới hạ nó các bạn. Ba cây thì cái cây này rễ nó nhiều thì mình hạ trước, còn mấy cây kia đấy nó ít thì để từ đấy nó nhiều mình hạ sau nha các bạn nhé. Và các bạn thấy là nó cố định không, kém cắm hai cây nó xuống dưới nó chặt rồi, mình chưa cần lớp chất trồng là coi như cái cây nó đã cố định nó cứng rồi, lớp chất trồng vô là cái cây nó êm luôn nha các bạn nhé, y như là trồng lâu rồi đó, thật ra nó không có như vậy thì rất bảo đảm cho cây. Rồi mình kết thúc video tại đây nhé, mình cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi hết video của mình, rồi mình hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đó, các bạn thấy là những cái cây mà mình hạ nhánh chiết cung không, hạ được 20 ngày các bạn, các bạn thấy là những nhánh chiết mà hạ được 20 ngày mà nó có phát triển sung như vậy là cũng ok lắm nha các bạn nhé. Bông cũng đang ra nè, cái này bông đang ra nè, cái này bông nọ giờ nó ra từ từ nó cũng đụng bớt rồi nè, đó này long thần. Rồi mình xin chào.